cái váy này đẹp thế. Mà mỗi tội lại hơi đắt nhở. Kệ, đã ăn chơi ấy, thì không sợ gì mưa rơi cả. Chốt luôn. Quét nhanh nhanh cái tay lên. Mày quét như thế bao giờ mới xong được? Trong kia còn một đống quần áo chưa giặt đấy. Nhưng mà dì ơi con bị... Thôi. Mày lại kiếm cớ để không phải lau dọn chứ gì. Tao nói cho mày biết nhá, nhà tao nó không chứa chấp những cái đứa ăn không ngồi rồi đâu. Quét nhanh lên. Ngứa cả mắt. Úi dồi ôi. Cái thằng này, mày quét nhà ấy kiểu gì mà vẫn còn rác này. Đi ra đây, đi đây, nhanh lên. Quét nhà ấy kiểu gì đây? À, có gì nữa gì ạ? Xin lỗi á, tao có lỗi gì để cho mày xin? Có mỗi cái nhà thôi mà quét không xong. Hôm nay nhá, quét nhà không xong thì nhịn ăn cơm, biết chưa? Dạ, gì ra cho con đi ạ. Tha à, thích tha đúng không? Đi vào đây. Thì con biết rõ rồi thì thả con ra đi mà. Ở yên trong này cho tao nhá. Mày mà léo phéng ra ngoài ấy, tao chặt chân đấy. Cháu gì ơi? Cháu gì? Ôi chết rồi. Thằng này cảm rồi. Cảm rồi. Ê, cháu. Cháu đây. Này cháu ơi. Cháu. Sao này? Sao đây? Trời ơi, cháu bị cảm rồi. Thế nhà ở đâu để ông đưa cháu về? Nhưng mà ông ơi, cháu sợ lắm. Cháu không muốn về nhà đâu. Sao được thế? Có chuyện gì đây? Hả? Có chuyện gì cứ nói cho ông biết với chứ. Nhưng mà chuyện là như thế này này ông. Chuyện gì? Đi ra cho con đi. Tha à, thích tha đúng không? Đi vào đây. Thì em không biết nữa rồi thì thả con ra đi mà. Ở yên trong này cho tao nhá. Mày mà léo phéng ra ngoài ấy, tao chặt chân đấy. Đến đi. Đừng khóc nữa. Mà ông cũng thấy mẹ kế của cháu ác thật đấy. Thế bố cháu đi đâu? Bố cháu đi công tác suốt ngày, chẳng quan tâm gì đến cháu cả. Hay là ông cho cháu cứ ở cùng với ông đi, cháu không muốn về nhà nữa đâu ông ơi. Thì cứ nói lung tung, ở thế nào biết ông được. Đi mà ông có xin ông đấy. Ông thì ông cũng muốn giúp cháu, nhưng mà ông nói thật nhá, ông nghèo lắm cháu ạ. Đến bản thân ông cũng không nuôi được, ông lại nuôi cháu nữa thì ông làm thế nào được. Ông đừng đùa cháu mà. Cháu xin ông đấy. Cháu ở nhà với dì ghẻ. Dì ghẻ cứ đánh cháu. Việc gì cháu cũng làm được. Chỉ cần ông dạy cho cháu thôi. Này nhìn đi đã. Thì ông đồng ý. Thế giờ về chỗ ông ở nhá. Vâng ạ. Con cảm ơn ông. Đi. Ông ơi, cháu nhà từ phê cho nhiều lắm này. Ông bị sao đấy à? Ông bị sao đấy? Ông không làm sao đâu. Trở rời ấy, người già ấy, ốm một tí thôi. Mang lại khỏi luôn mà. Hay cháu đưa ông đi khám nhé. Không, khám là cái gì? Ông biết bệnh của ông chứ. Mà ông ngại vào viện lắm. Thuốc thang thang phiền lắm cháu ạ.
À, đây, chó này, ông cầm mau đi bán ông ạ. Này, đây là đồng hồ mẹ cháu mua kỷ niệm cho cháu. Cháu phải giữ đấy. Bất cứ trường hợp nào, sự kiện nào cháu không được bán nhá. Sức khỏe của ông quan trọng hơn mà. Hay là ông cứ cầm lấy mà mua thuốc. Anh này, mất cái khuy này rồi à? Mất mà chả bảo ông. Không chữa được. À, ở đây đợi ông nhá. Ông sang kia ông tìm quán ông chữa. Tí ông quay lại thì ông chó mình ăn bánh mì nhá. Vâng ạ. À, chờ ông một tí nhá. Ngồi đấy chờ ông nhá. Vâng ạ. Chú ơi, à, chú ơi, chú có sao không chú? Chú có sao không chú? Tôi không sao đâu cậu ạ. Này cái ông kia, ông đi đứng cái kiểu gì đấy à? Không có mắt à? Đang nghiêm, đang lành tự dưng lao vào xe của người ta. Ông biết chết à? Ờ kìa em, sao lại nói như thế? Chú cũng bị thương mà. Anh đừng có mà để ông ta lừa. Cái loại người như này ấy, lạ gì nữa, bẩn thỉu. Ơ kìa. Ơ, mà anh ơi, đây có phải cái đồng hồ khoảng tiếng nhà mình không? Ơ, đúng rồi. Sao chú có cái này ạ? À, chuyện là như thế này. À, tôi biết rồi. Tầm nay còn chuyện trời nữa. Chắc chắn là ông đã bắt cóc nó rồi đúng không? Để tôi nói cho ông biết nhá. Ông mà không mau giao thằng bé ra đây ấy thì đừng trách tôi lôi ông lên đồn công an nhá. Không, tôi không làm cái gì cả. Cái ông này, ông dám đụng đến con trai tôi à? Có. Ông con trai, con có sao không? Ông sao đâu bố, sao bố lại đánh ông Sơn? Chính ông Sơn là người đã cứu con mà bố. Cháu nó nói hết với tôi rồi cậu ạ. Trong khi cậu đi công tác, ở nhà gì à, đánh nó cho nó ăn khổ sở, rồi nó phải bỏ nhà đi đấy. Này ông kia, ông đừng có mà nói điêu nhá. Con tôi không thương thì tôi còn thương ai nữa. Anh đừng có mà nghe ông ta nói linh tinh. Em mới là vợ của anh đấy, anh phải tin em chứ. Ông Sơn nói đúng, dì ác lắm, dì ở nhà dì cứ suốt ngày đánh con, lại còn bắt con làm việc nặng, lại còn không cho con ăn nữa. Mày câm mồm ngay cho tao nhá. À, dì đùa ấy mà. Thôi, con đứng dậy về nhà với dì nấu cơm cho con ăn nhá. Không, con về nhà với dì đâu, dì ác lắm. Tiến này, dì biết là con không thích dì, nhưng mà con không nên vu oan cho dì như vậy chứ. Dì yêu thương, chiều chuộng, chăm sóc con. Cơm dì nấu cho con hất đổ hết đi, dì có bao giờ đánh đập con đâu. Anh xem con nó nói em như thế, mà anh để yên được à? Anh, này, cháu nó nói đúng đấy. Bất cứ một việc gì, một công việc gì, người lớn hành động phải rõ ràng. Đúng sai bây giờ mình phải làm thế nào cho nó xứng đáng. Đừng có làm cái hành động bừa bãi để ảnh hưởng đến bọn trẻ con này đấy. Đây, cậu muốn chứng minh xem đây. Chính cô ta đánh thằng bé đây này. Trang, thế này là như thế nào? Không, vết đánh này không phải là em làm. À đúng rồi, chắc chắn là ông ta đã đánh nó rồi đổ oan cho em đấy. Này, cái cô kia đừng có nói như thế nhá. Tôi không bao giờ đánh thằng bé, chỉ có cô đánh nó thôi. Nếu tôi đánh nó thì tại sao mấy ngày hôm nay nó xoắn xuýt với tôi như thế này, mà nó không muốn về sống hạnh phúc với cô là thế nào? Em xin lỗi, anh tha lỗi cho em đi. Em hứa là em sẽ thay đổi mà. Tôi lấy cô về cũng là để cô chăm sóc nó, mà cô bây giờ cô lại coi nó như người ở. Cô đối xử với nó như thế à? Em biết lỗi của mình rồi, anh đừng bỏ em mà. Nếu mà cô biết lỗi, cô biết sai, cô đã không làm sai ngay từ đầu. Còn bây giờ cô làm rồi thì cô phải nhận cái hậu quả này. Nể tình chúng ta đã từng là vợ chồng, tôi sẽ không lấy lại số tiền mà tôi đã cho cô. Và tôi sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa. Cô cút đi. Bố ơi. Ô, con trai, bố xin lỗi con. Suốt thời gian qua bố đã quá vô tâm. Thôi, mình đi về nhà đi con.
Nhưng mà bố ơi, con muốn ông Sơn về nhà chúng mình, con quý ông Sơn làm bố ạ. Không được đâu, ông không về ở với cháu được đâu. Cháu đừng nói như thế. Ông ơi, cháu nó nói đúng đấy. Hay ông về ở cùng với bọn con cho vui. Nhưng mà tôi xuống bờ bụi đã quen rồi cậu ạ. Tôi về tôi ở với bố con cậu không hợp đâu. Không sao đâu ông, coi như là con nhờ ông về ông chăm thằng Tiến cho con. Đi mà ông. Nhớ ông nhá. Thôi, mình cùng về nhà đi không? Con của một bà điên. Đâu, đưa em ra. 100 triệu. Hả? Đi thôi, đi con. Điên. Con. Điên thì điên vừa. Để cho thiên hạ người ta điên đi chứ. Lên mà lên khâu quần áo đi. Hả? Lần sau mà còn vẽ bẩn ấy thì chết với tôi đấy nhá. Có nghe lời không? Hay muốn đuổi đi? Hả? 10 năm trước tôi đã đồng ý cho về ở cùng với mẹ con bà cháu tôi. Thì phải chịu khó mà làm mà ăn đi chứ. Chúng tôi không phục vụ được đâu. Giờ mà không làm ấy thì chỉ có ra khỏi nhà. Bà bẩn lắm, tôi ghét bà. Bà chết đi. Hùng, bà đã bảo con bao nhiêu lần rồi, mẹ điên là mẹ của con. Con không được hôn với cô ấy. Không. Mà đứa nào dám đánh cháu nội của bà? Chúng nó bảo con là con của bà điên nên con đánh nhau với chúng nó. Cũng là lỗi của bà nên mới ra cơ sự này. Con ghét bà ấy. Bà đuổi bà ấy đi. Điên. Tao nói không đúng à? Mày là con của một bà điên. Con của một bà điên. Sau này mày sẽ điên như mẹ mày. Vì mẹ mày bị điên. Vừa điên, vừa hôi, vừa bẩn, vừa ngu nữa. Mày, mày đánh con gái. Mày dám đánh con gái ạ? Cháu không có thừa thời gian để sang uống nước với cô. Cháu nói cho cô biết nhá, có oán thì báo oán, mà có thù thì trả thù. Cháu nói oán với thù cái gì ở đây mà cô chả hiểu? Cháu nói cho cô hiểu nhá, cái con mẹ điên này đánh em cháu sưng cả mặt đây này. Mẹ điên? Mẹ điên? Mẹ đã bảo bao nhiêu lần rồi, ở đây là không được gây sự. Nếu mà gây sự tôi tống cổ cô ra khỏi nhà đấy. Bà ơi, do hai bạn kia trêu con trước bà. Ai trêu mày? Tao không cần biết. Nói chung những đồng của em tao, nhà mày một là đền tiền, hai là lên phường, thế thôi. Bạn ấy còn lấy gạch ném vào lưng con làm lưng con chảy máu nữa bà ạ. Ai chứng kiến? Con ném gạch vào người mày bao giờ? Thế bây giờ cháu định thế nào mới bỏ qua cho gia đình cô được? Cháu nói đơn giản cô hiểu nhá. Bờ nhanh gọn lẹ, mang 100 triệu đây. 100 triệu? Tôi lấy đâu ra 100 triệu bây giờ? Cháu không cần biết với nhà cô, đấy là việc của nhà cô. Một là 100 triệu, hai lên phường, thế thôi. Tất cả là tại mày. Mày làm khổ gia đình nhà tao. Bây giờ người ta đòi tiền, mày lấy đâu ra tiền để đền cho người ta? Mày có tiền để đền cho người ta không? Hả? Hả?
Cô nói cho cháu biết, bây giờ cô không có tiền để đền cho cháu, cô sẽ đánh chết con này. Coi như là đền bù nó đã đánh em cháu đấy. Đấy là việc của nhà cô, cháu không cần biết, nhà cô tự giải quyết với nhau. Còn cháu nói cho cô hiểu rõ nhá, bây giờ một là đền tiền, hai là lên phường. Cháu cho cả nhà cô đúng một ngày thôi, không nói nhiều đâu. Về em ơi. Alo, ở nhà con mẹ điên nó đánh cái Khanh cái Khuê mặt mũi tím bầm ra, anh em nó kéo nhau sang đây làm bầm mỹ cả lên đây này, nó còn bắt đền 100 triệu. Mẹ lấy đâu ra tiền để đền, nào mẹ có biết được. Mà đánh người là sai rồi con ạ, con về giải quyết giúp mẹ đi. Bà ơi, bà đừng đánh mẹ con nữa nhá. Ồ, con gọi mẹ rồi à? Bà phải làm thế anh em nó mới chịu về đấy con ạ. Nhưng cũng tại bạn Khanh và bạn Khuê đã đánh con trước bà ạ. Nhưng mình đánh người là sai rồi con ạ. Người ta có tiền, người ta có quyền, người ta nói trắng thành đen. Giờ con phải chịu khó học hành, rồi sau này mới bảo vệ được gia đình con nhá. Vâng ạ. Hùng, con vẫn chưa ngủ à? Dạ, con sẽ cố gắng học thật giỏi bà ạ. Ui, cháu bà ngoan lắm, cố gắng lên con nhá. Vâng ạ. Ơ, mà mẹ con đâu hả bà? Chắc mẹ điên đi ra ngoài, tí rồi về mà con. Ôi, con học đi rồi ngủ sớm nhá. Vâng. Con. Ơ, mẹ đi đâu đấy? Mẹ lo con không có sức học à? Ngon lắm mẹ ạ, ngon cảm ơn mẹ. Nơi rồi mà không thấy. Vậy mẹ con đi đâu ạ? Ngày nào mẹ con cũng về, vậy thì tại sao hai ngày nay mẹ con chưa về đến nhà ạ? Mẹ điên này, không biết đi đâu được nhỉ. Bà ơi, hay bà kêu bố con về để tìm mẹ con đi ạ. Bà gọi hôm qua rồi, chắc là tối hôm nay mới về được đến nhà. Mẹ ơi, mẹ. Bố. Ở đây, bố con về đấy rồi. Mẹ lấy cho con ít đồ để con đi viện. Sao lại viện nào? Không hiểu mẹ điên làm gì, trèo lên cái ổi bị ngã. Con ấy là con trèo lên cái ổi để làm gì không biết được. Bố ơi, bố cho con theo với ạ. Thôi, con ở nhà học bài, mai rồi bố đưa lên. Mẹ lo con không có sức học à? Ngon lắm mẹ ạ, ngon cảm ơn mẹ. Bố ơi, tất cả là tại con. Sao lại tại con? Bởi vì con đã khen ổi ngon nên mẹ mới trèo lên cây ổi để hái ổi cho con. Thôi được rồi, thế thì cả nhà mình cùng đi. Đi thôi, đi con. Ai chủ kiến? Cái này là tổ. Đâu để mình dạy mọi người. Bắt đầu.
kiến. Tao ném gạch vào người mày bao giờ? Đổi thưởng. Nếu đổi thưởng ăn con làm bài đó. Dạ. Nếu đổi thưởng. Quay cái trật tự của em về đó. Vào lại nhá.